Bên cạnh vấn đề về tâm linh, sử dụng nhang sạch còn được xem là một lựa chọn hoàn hảo về mặt sức khỏe. Bởi nhang sạch có mùi thơm dịu nhẹ, vừa giúp tinh thần con người trở nên thư giãn, vừa có tác dụng thanh lọc môi trường xung quanh. Bên cạnh đó, vì không có hóa chất hay hương liệu tạo mùi độc hại nên không gây cay mắt, cay mũi, khó chịu hay cảm giác khó thở. Đặc biệt thích hợp sử dụng trong không gian phòng kín như chung cư, văn phòng, yoga, thiền cũng như những gia đình có trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai hay người bị dị ứng, viêm xoang. Với hai dòng sản phẩm nhang quế sạch và nhang khuynh diệp được làm hoàn toàn từ vỏ quế, lá cây khuynh diệp, keo cây bời lời làm chất kết dính, tăm nhang bằng tre nứa thuần túy, không tẩm hóa chất. Nhang sạch An An đã cho ra những dòng nhang với tác dụng và ưu điểm vượt trội của mình, đang dần chiếm được niềm tin của người sử dụng. Giữa nhiều thương hiệu nhang hiện có trên thị trường hiện nay, việc chọn mua nhang vừa có chất lượng tốt mà còn đảm bảo an toàn sức khỏe là điều không hề dễ dàng với nhiều người tiêu dùng. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.